mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn clip được camera hành trình ghi lại cảnh một nam thanh niên bất chấp nguy hiểm thông chốt vọt qua mặt chiến sĩ cảnh sát giao thông khiến nhiều người ngán ngẩm. Theo đoạn clip, nam thanh niên chở bạn gái trên chiếc xe máy bị một chiến sĩ cảnh sát giao thông yêu cầu tấp vào lề. Khi một chiến sĩ cảnh sát cơ động khác chỉ dẫn xe này vào trong, thì nam thanh niên cố tình tìm cách trì hoãn. Vài giây sau, cậu này lách xe ra ngoài bỏ chạy, dù bị chiến sĩ cảnh sát cơ động cản bằng gậy. Chiếc xe thông chốt bất ngờ khiến cô gái đằng sau suýt ngã. Tình huống nguy hiểm đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Hành động liều lĩnh của nam thanh niên bị dân tình chỉ trích. Cậu ta trốn cảnh sát nhanh thật, không biết cô gái ngồi sau nghĩ gì. Thích chống đối có ngày ê chề, lách thế kia, chẳng may ngã ra đường, còn mặt mũi nào nhìn người yêu nữa. Một số cư dân mạng bình luận. Sự việc được cho là xảy ra ở Hà Nội. Ô tô phía sau chiếc xe máy của nam thanh niên ghi lại toàn bộ diễn biến. Còn bạn nghĩ sao về hành động liều lĩnh của nam thanh niên này? Hãy cùng chia sẻ nhé!